đúng không? Bây giờ ta giải từ câu 10. Rồi, em nào giải rồi thì cứ comment đáp án đi. Câu 10 là người ta cho cái phương trình đó. Sin 5x cộng cho căn 3 cos 5x nó bằng 2 lần sin 7x. Được nha. Có các nghiệm là x bằng alpha cộng k pi, là x bằng beta cộng cho k pi trên 6. Người ta hỏi là cái với cái điều kiện k thuộc z còn alpha beta thì nó trong cái điều kiện người ta cho. Em để ý coi chừng cái điều kiện nha. Rồi. Thế thì người ta hỏi là cái tích của alpha nhân beta là bằng bao nhiêu? Ờ, cũng có bạn làm ra rồi đây, 10 xe hả? Ok. À, bắt đầu. Chứ có là chúng ta giải phương trình này thì sao? Cái này thì không bấm máy tính gì được rồi đúng không? Chúng ta cứ giải bằng cách là đưa về dạng một bên là sin, một bên là sin bằng nhau. Ở đây chúng ta chia căn bậc 2 A bình cộng B bình. Là A bình cộng B bình là 4, chia 2, căn ra là 2. Vì chúng ta chia 2 vế cho 2 đúng không? Về cái phương trình nó tương đương này. Chia 2 vế cho 2, như vậy là 1 phần 2 sin 5x cộng với căn 3 chia 2 cos 5x nó bằng sin 7x. Ok chưa? Các em đưa nó về cái phương trình theo sin nha. Muốn như vậy thì các em phải đưa nó về sin cos cos sin. Sin 5x 1 phần 2 là cos của pi trên 3. Vậy à? Cos 5x căn 3 chia 2 là sin pi trên 3 nó bằng sin 7x. Ok chưa? Rồi. Như vậy nó là sin cos cos sin thì nó chính là sin của 5x cộng pi trên 3. Nó bằng sin 7x. Thầy luôn luôn khuyên các em này, mấy em để cái chữ cái số lớn ở bên trái đúng không? Sin u bằng sin v rồi. U bằng v và u bằng pi trừ v. U bằng v cộng cho k2pi với lại u bằng pi trừ v cộng cho k2pi. Các em chuyển 5x qua, như vậy ra là x bằng 7 mà trừ đi 5 thì còn lại 2, chia cho 2, vậy là x bằng pi trên 6 cộng k pi. Ở dưới chúng ta chuyển vế qua là 12, pi mà trừ cho pi trên 3 là 2pi trên 3, 2pi trên 3 mà chia cho 12 còn lại là pi trên 18, đúng không? 2 vòng 12 là còn 6, 6 nhân 3 là 18 đúng rồi. Pi trên 18 cộng cho chia cho 12 nha, k pi trên 6. Rồi, bây giờ chúng ta tìm ra cái chữ alpha và beta. Cái nghiệm của chúng ta nó có dạng là alpha cộng k pi. Trong đó alpha là lớn không nhỏ pi. Thì ở đây thằng này cộng k pi này, thằng này lớn không và nhỏ pi đúng rồi này. Vậy suy ra alpha là bằng mấy này? Alpha là pi chia 6. Pi chia 6. Đúng không? Nhưng mà còn cái thằng beta thì sao? Mấy em cẩn thận nha. Beta này nó rất là ngặt này. Cái beta này á nó cái dạng là beta cộng k pi chia 6. Beta cộng k pi chia 6 thì cái chỗ này với beta là lớn hơn hoặc bằng trừ pi chia 6, nhỏ hơn bằng 0. Và trong khi cái thằng này á là cái số lớn 0 rồi, vậy không được. Như vậy chúng ta phải viết lại cái họ này. Chúng ta phải tìm ra beta. Cái điều kiện của beta là như thế này. Beta là lớn bằng trừ pi trên 6, nhỏ hơn bằng 0. Thì chúng ta đưa cái thằng này vô, đưa cái điều kiện này vô. Đưa cái điều kiện này vô. Như vậy tức là ta có là gì? Trừ pi trên 6 nhỏ hơn bằng pi trên 18 cộng k pi trên 6 rồi nhỏ hơn bằng 0. Được chưa? Mình đưa cái điều kiện vô để làm chi? Ta tìm ra k. Tìm ra k xong rồi mình thế ngược lại, mình sẽ tìm ra cái cung beta này. Chúng ta sẽ chia cả 3 vế cho pi trên 6. Như vậy là trừ 1 phần 6. Chia pi trên 6 còn lại là 1 phần 3. Cộng cho k nhỏ hơn bằng 0. Rồi, chúng ta trừ cả 3 vế cho 1 phần 3. Như vậy nó ra là gì? Trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 6 là trừ 1 phần 2. Nhỏ hơn bằng k.
nhỏ bằng trừ 1 phần 3. Ủa sao kỳ vậy nha? Mười hai, hai pi ba, hai pi chia ba thì để chia cho hai, đúng rồi mẹ. Ủa thầy cái tính sai mấy đó. Sao ở đây không có ra ca nhỉ? Ở đây sao nó không ra ca? Ca pi chia sáu, ok, ca pi chia sáu đúng rồi. Trừ pi chia 6 nhỏ bằng 0 đúng rồi. Trừ pi chia 6 nhỏ bằng 0. Nhỏ bằng beta. Nhỏ bằng 0. Chia cả 3 vế cho pi chia 6. Chia cả 3 vế cho pi chia 6 thì chỗ này là trừ 1 phần 6. Chỗ này là 1 phần 3. Chỗ này là 0. Rồi trừ cả 3 vế cho 1 phần 3. Trừ 1 phần 3. Trừ 1 phần 3 thì nó ra là nhiêu? Trừ pi chia 6 mà trừ đi 1 phần 3 thì là trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 6 trừ 1 phần 3 là trừ 1 phần 2, đúng không? Đúng rồi. Nhỏ bằng trừ 1 phần 3. Ủa sao lại không có k mấy nữa? Nó phải có k chứ. Nó phải có k chứ sao không có k được. Sao lại sai chỗ này vậy? Mấy đứa kiểm tra giùm thầy coi, sao tôi sai vậy? Hai pi trên 3 mà chia cho 12. Hai pi trên 3 chia cho 12. Không có sai đâu. Đúng rồi, pi trên 18 đúng rồi mẹ. Bị lại mấy đứa. Sao vậy ta? À, thêm kiều thư thư rồi rồi thầy thấy rồi. Trừ pi chia 6 chỉ đây lại còn lại là 1 đúng rồi. 1 trừ 1. Ok ok. Ok rồi. Chỗ này là trừ 1 thì trừ 1 phần 3 nữa là trừ 4 phần 3. Trừ 4 phần 3 chỗ này là trừ 1 phần 3 đúng không? Vậy ra k chưa? Vậy k lớn bằng trừ 4 phần 3 và nhỏ bằng trừ 1 phần 3. Vậy k là bằng trừ 1 các em. K bằng trừ 1. Với k bằng trừ 1 thì các em thế vào đây á. Thế vào đây thì nó sẽ ra là x bằng gì? Pi trên 18 trừ cho pi trên 6. Như vậy là x nó sẽ là bằng cái cung beta đó. Nó sẽ là bằng pi trên 18 trừ 3 pi trên 18 là trừ 2 pi trên 18. Trừ 2 pi trên 18 tức là trừ pi trên 9. Trừ pi trên 9. Đúng chưa? Cái góc beta nó chính là trừ pi trên 9. Được chưa các em? Như vậy thì cái họ này này. Cái họ này thay vì mình viết như thế này thì mình có thể viết là x bằng, thay vì mình viết là cái nghiệm nó là x bằng pi trên 18 cộng k pi chia 6 thì cái nghiệm của cái họ đó mình có thể viết là bằng x bằng trừ pi chia 9 cộng k pi chia 6. Đó, nó có thể viết như vậy các em. Bởi vì thằng này chẳng qua là lấy một cái thằng đại diện trong cái họ thôi. Hiểu không? Thì mình có thể lấy đó chính là trừ pi chia 9 cũng là một cái đại diện. Đó. Vậy thì cái góc beta nó chính là trừ pi chia 9 này. Ok chưa? Vậy từ đó suy ra alpha là bằng pi trên 6. Beta là bằng trừ pi chia 9. Vậy người ta hỏi alpha nhân beta. Đúng không? Alpha nhân beta như vậy là trừ pi bình phương chia cho 54. Trừ pi bình phương chia 54. Đáp án đó chính là trừ pi bình phương chia 54. Đáp án chính là A. Ok. Có 10A. Rồi, có bạn nào hỏi gì không? Hồi nãy thì chia cho pi chia 6 thì nó lộn, nó còn lại là trừ 1 chứ không phải là trừ 1 phần 6. Ok, xin kêu Minh Thư. Rồi, có bạn nào ý kiến gì chỗ này? Mình có hiểu cách làm không? Mình có hiểu cách làm tức là chúng ta ra cái họ, ra cái họ nghiệm, nhưng mà cái điều kiện của beta đó là từ
trừ bi chi 6 đến 0, cho nên là mình phải đi tìm beta bằng cách là mình cho cả cái họ này đi từ trừ bi chi 6 đến 0 thì mình sẽ tìm ra được cái góc beta đó thôi. Ứng với k nào đó. K đây là bằng trừ 1. Rồi, có bạn nào ý kiến gì không em? Ok, không ai ý kiến gì thì chúng ta qua tiếp câu số 2 nha. Câu số 11 nhé. Câu số 11. Người ta cho cái phương trình đó là sin 9x cộng căn 3 cos 7x cộng sin 7x bằng cộng cho căn 3 sin 9x. Người ta hỏi cái mệnh đề nào sau đây là đúng. Tức là x0 nó là nghiệm âm lớn nhất của phương trình này. X0 nó thuộc vào cái khối nào? Chẳng qua là mình đi giải phương trình này ra rồi sau đó mình đi tìm cái nghiệm âm lớn nhất thôi. Đi tìm cái nghiệm âm lớn nhất. Và game giải phương trình nó ra đi. Đầu tiên chúng ta giải phương trình này. Chúng ta thấy là cái phương trình này á, cái góc 9x ở đây, sin 9x thì nó còn thiếu cái căn 3 cos 9x nữa. Chúng ta chuyển vế qua. Sin 9x trừ cho căn 3 cos 9x nó bằng sin 7x trừ cho căn 3 cos 7x. Rồi các em chia hai vế cho căn A bình cộng B bình, đó là chia cho 2. Chia cho 2. Rồi. Như vậy chúng ta đưa về sin nha. Sin cos 1 phần 2 nó là cos của B trên 3. Vậy sin cos cos sin, vậy là sin của 9x trừ B trên 3. Bằng, bên này cũng vậy, sin cos cos sin. 1 phần 2 nó là cos của B trên 3. Như vậy là sin của 7x trừ B trên 3. Chúng ta áp dụng cái công thức sin u bằng sin v, đúng không? Như vậy là u bằng v với lại u bằng bi trừ v. U bằng v cộng cho k2bi với lại u bằng bi trừ v cộng cho k2bi. Ok chưa? Các em chuyển vế qua. Đơn giản đi, còn lại là 2, như vậy x bằng kb. 16, như vậy x bằng là gì? 4, 5bi trên 3. 5bi trên 3 mà chia cho 16 là 5bi trên 48. Cộng cho k. Chia cho 16 là kb chia 8. Ok chưa? Rồi, chúng ta tìm cái nghiệm âm mà lớn nhất. Thì đầu tiên là nó phải âm cái này. Âm như vậy suy ra là k phải âm. Chỗ thằng này nó âm á, thì suy ra là k phải bé hơn trừ 5bi trừ 5 phần 48 chia cho bi chia 8 chia cho 1 phần 8. Vậy là trừ 5 phần 6. Bé hơn trừ 5 phần 6. Ok. Đúng rồi, đúng không? Như vậy là k phải biến bằng trừ 1. K phải biến bằng trừ 1. Như vậy cái nghiệm âm lớn nhất thì ứng với là cái số k lớn nhất. Như vậy ở trên á, k bằng trừ 1 thì x nó bằng trừ bi. Ở dưới k bằng trừ 1 thì x nó bằng là 5 phần 48. 5 phần 48. Em trừ đi cho 1, tức là trừ đi 1 phần 8. Như vậy nó ra là trừ 1 phần 48 bi. Tức là trừ bi phần 48. Đồng ý không? Ok chưa? Như vậy chúng ta có hai cái nghiệm âm và lớn nhất của hai cái họ đó. Nhưng mà tính ra thì cả cái phương trình này, cái nghiệm âm và lớn nhất nó chính là trừ bi phần 48. Đây chính là cái nghiệm âm lớn nhất. Đúng chưa? Thế thì trừ bi bằng 48 thì chúng ta bấm máy tính ra. Trừ bi bằng 48. Nó sắp xỉ là nhiêu? Trừ 0,654. 0,654. Trừ 0,0654. Ghê chưa?
Vậy là đáp số là gì? Trừ 0,5654 như vậy là trừ b bằng 48, đáp án là d hả các em? Đáp án là d đúng không? Chỗ này là trừ 0,564. Đúng rồi, đáp án là d. Có 11 đáp án là d. Trừ 4 bằng 3t là gì? Trừ 4 bằng 3t là gì? Hơi. Trừ 4 bằng 3t là gì? Rồi ok chưa? Đáp án là trừ 0, trừ bi danh 48, tức là trừ 0,0654. Thì đáp án nó chính là nằm trong cái khoảng từ trừ bi danh 12 cho đến 0. Rồi. Rồi, như vậy thì các em coi lại một lần nữa cái bài số 11, các em có ý kiến gì không nha? Cách dạy như vậy các em hiểu chưa? Tức là đầu tiên là cái nghiệm đó là cái nghiệm âm, thì cho x âm để mình tìm ra được k. K biến 0 thì là k biến bằng trừ 1. K biến trừ 5 phần 6 thì k biến bằng trừ 1 luôn. Như vậy thì cái nghiệm âm mà lớn nhất thì ứng với lại cái giá trị k cũng phải là lớn nhất. Từ đó mình tìm ra được cái giá trị x. Nó có hai giá trị nhưng mà tính cả cái phương trình đó thì nó chỉ có một giá trị là trừ pi trên 48 thôi. Đó là cái nghiệm âm lớn nhất của phương trình. Rồi có ai kiến gì không? Rồi, không có bạn nào ý kiến thì chúng ta tiếp tục. Bài số 12. Đề bài như sau, người ta yêu cầu biến đổi cái phương trình cos 3x trừ cho sin x bằng căn 3 cos 3 cos x trừ cho sin 3x. Nó về dạng sin 3x cộng b bằng sin x cộng d, trong đó b và d là lớn hơn pi trên trừ pi trên 2 và nhỏ hơn pi trên 2. Thì người ta hỏi cái giá trị của b cộng d bằng bao nhiêu? Ta biến đổi nha, nhớ cái điều kiện của b cộng b và d nha các em. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa cos 3x về một bên và sin 3x về một bên. Vậy đây là cos 3x này. Như vậy là trừ chuyển vế qua là cộng căn 3 sin 3x. Đúng chưa? Giờ cái này là căn 3 cos cộng cho gì? Sin x. Đúng không? Rồi. Các em đưa nó về dạng cái phương trình theo theo sin nha các em. Đầu tiên các em chia hai vế cho hai đi. Chia căn bậc 2 a bình cộng b bình là chia cho 2. Rồi. Nhưng mà em đưa về sin thì nó phải là sin cos cos sin, đúng không? Vậy sin 3x này. Căn 3 chia 2 là cos pi trên 6 cộng cos 3x nhân sin pi trên 6. Rồi, bên này cũng vậy đúng không? Sin x 1 phần 2 là cos của pi trên 3 cộng cos x nhân cho sin pi trên 3. Rồi. Sin bằng sin cos cos sin. Như vậy là sin của gì? 3x cộng pi trên 6. Bên này cũng là sin cos cos sin. Là cos sin của x cộng cho pi trên 6. Ở giữa dấu cộng thì trong này là dấu cộng. Rồi, các em coi thử hai cái góc này này. Là nó đã đúng theo yêu cầu của đề chưa? Như vậy là cái góc B và góc D nó phải từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Pi trên 6 là nó thuộc vào khoảng trừ pi trên 2 đến pi trên 2 nè. Còn cái này là pi trên mấy? Pi trên 3 chứ. Bên này là pi trên 3. Ok. Như vậy B là bằng pi trên 6. D là bằng pi trên 3. Vậy B cộng D là bằng gì? Pi trên 2. Đáp án là pi trên 2. Còn 12 đáp án gì? Đáp án B. 12 đáp án B nha. Rồi câu 12 có ai kiến gì không? Câu 12 chúng ta chọn đáp án là B. Rồi ok.
Có vẻ như các bạn kia chưa có làm kịp sao, chưa comment ha. Có 12 là B nha các em. Có 12B. Tiếp tục có 13 nha. Bạn nào làm ra rồi thì cứ comment đi. Câu số 13. Người ta hỏi cái gì? Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình này có dạng là pi nhân a chia b. Với a và b là các số nguyên tố và là nguyên tố cùng nhau. Nguyên tố cùng nhau tức là hai số đó có ước chung lớn nhất là một. Tức là chẳng qua là người ta nói là a phần b nó là dạng phân số tối giản, nó phải tối giản được nhá. Thì chẳng qua chúng ta đi tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình này thôi, chỉ có chúng ta giải phương trình này ra. Thì các em thấy là cốt bình, nhưng mà thằng này là sin 2x, chỗ này là sin bình, vậy là phải đưa về cốt 2x đúng không, bằng cách là chúng ta chuyển cái cốt bình này qua cái phương trình nó tương đương này. Cốt bình trừ sin bình trừ cho sin 2x thì nó bằng căn 2. Như vậy cốt bình trừ sin bình thì nó chính là cốt 2x là trừ cho sin 2x rồi bằng căn 2. Ok chưa? Thì cốt ở đây là nó là dạng là a cốt x trừ b sin x bằng c. Chúng ta chia hai vế cho căn bậc 2, a bình cộng b bình là bằng căn 2. Vậy chúng ta chia hai vế cho căn 2 nha các em. Rồi các em đưa về cốt đi ha. Cốt ở đứng đầu này, đưa về cốt đi. 1 phần 2 là cốt của b trên 4. Sin 2x 1 phần 2 cũng là sin b trên 4 luôn. Bên này là 1. Ok chưa? Rồi. Như vậy chúng ta có là gì? Cốt cốt sin sin dấu trừ. Mà ở đây dấu trừ thì trong kia dấu cộng. Rồi, cốt U bằng 1 thì U bằng K2B. Chuyển vế và chúng ta chia hai vế cho 2 nha các em. Vậy x bằng trừ B trên 8 cộng cho KB. Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu là nghiệm dương nhỏ nhất. Vậy thằng này phải dương. Đúng không? Thằng này phải dương, như vậy là K phải lớn hơn 1 phần 8 chia B là lớn 1 phần 8. B chia 8 chia B là 1 phần 8. Vậy K sẽ lớn bằng 1. Đúng không? Như vậy x mà nhỏ nhất thì là K phải nhỏ nhất. Mà K nhỏ nhất tức là K bằng 1. K bằng 1 như vậy thì x nó bằng gì các em? Trừ B trên 8 cộng với B thì là 7B trên 8. Ok chưa? 7B trên 8 nha. Như vậy thì ở đây đáp số là 7B trên 8. AB là các số nguyên và AB là các nguyên tố cùng nhau, tức là ước của thằng này á là 1. Ước của 7 và 8 là 1, đúng rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta có là A phần B là bằng 7 phần 8. Tức là A bằng 7 và B bằng 8. Như vậy A cộng B là 15. Được chưa các em? A cộng B thì nó là bằng 15. Đáp án là gì? Ok. Câu số 13, đáp án là gì? Các bạn nào ý kiến gì không? Ủa, đáp án là dê chứ nhỉ? Con 13 là dê chứ sao là C gì anh Huy? Thành Hưng? Minh Thư? Ủa, thì giải sai chỗ nào hả? 13 sao lại là B nhỉ? 13 sao lại là B? Em coi lại coi.
thì dễ sai hay sao? Chia cho 2 13g là đúng rồi đúng không? Rồi ok. Như vậy đáp án là 13g nha. Anh nào sai thì coi lại. Rồi, tiếp tục câu số 14. Ok, em quen cái dạng chưa? Quen cái kiểu làm trắc nghiệm chưa nè? Thực ra thì tự luận là gốc, tức là mình phải hiểu cái tự luận trước, cho nên lúc nào thầy giảng xong lý thuyết á, thầy cũng phải coi lại, giải lại cho các em cái phần tự luận. Nhưng mà khi mà qua cái phần trắc nghiệm thì nó có những cái kiểu hỏi khác nhau. Cũng là một cái bài đó thôi, nhưng mà nó hỏi kiểu này kiểu kia khác nhau. Phải đi từ cái tự luận ra. Rồi chúng ta tiếp tục câu 14. Người ta cho cái phương trình là 3 lần sin 3x trừ cho căn 3 cos 9x bằng 1 cộng cho sin mũ 4 lần sin mũ 3 3x. Thì hỏi là nó tương đương với phương trình nào sau đây? Tương đương với phương trình nào sau đây? Thì trước hết chúng ta thấy nó có sin 3x. Nhưng mà cái góc này lại là 9x. Như vậy thì mấy em tập một thói quen á, tức là nếu mà ở đâu đó nó có căn 3 sin alpha thì thằng này nó sẽ đi kèm với lại là cos alpha. Và ngược lại, nếu ở đâu đó có căn 3 cos alpha thì phải đi kèm với nó là sin alpha. Cái hai cái biểu thức này, những cái đại lượng này là nó đi kèm với nhau. Và có nhiều khi nó là ý tưởng để làm bài. Trong cái bài này các em thấy là nó có căn 3 cos 9x. Thì trong cái phương trình mình nó phải lòi ra thêm cái thằng sin 9x. Hiểu không? Vậy thì ở đâu ra sin 9x? Đây. Đây. À. 3 sin trừ 4 sin. Nhớ chưa? 3 sin trừ 4 sin. Sin 3 thì bằng 3 sin trừ 4 sin. Như vậy thì ngược lại. 3 sin trừ 4 sin thì bằng sin 3 thôi. 3 sin trừ 4 sin này. Đó thì các em thấy là 3 sin trừ 4 sin thì sin gấp 3 lần 3x. Mà sin gấp 3 lần 3x tức là mấy? 9x rồi. Đúng không? Đó. Bây giờ có cos 9x thì phải đâu đó có sin 9x. Nó không thể nào khác được. Rồi tới đây các em chia 2 vế cho căn bậc 2 A bình cộng B bình căn 4 chia ra là 2. Chia 2 vế cho 2. Thì ghi đây nha. Chia 2 vế cho 2. Rồi. Như vậy đưa về sin cos cos sin. Nhưng mà đây nó hỏi gì? Mấy em cẩn thận nha. Ở đây nó có cả sin và cos luôn. Bây giờ mình đưa về sin trước thử nha. Đưa về sin trước. 1 phần 2 nó là cos của pi trên mấy? Cos của pi trên 3 đúng không? Vậy là sin của 9x trừ pi trên 3 bằng 1 phần 2. Như vậy đáp án có là kìa, đúng không? Đáp án G. Ok, đáp án G coi. Câu số 14 đáp án là G. Các bạn nào ý kiến gì? 13G, 14 cũng G, đúng rồi, ok. Rồi câu 14G nha. Tiếp tục câu 15. Người ta cho cái phương trình là cos 2x cộng căn 3 sin 2x
Rồi cộng cho căn 3 sin x trừ cho cos x bằng 2. Người ta hỏi là tổng các nghiệm thuộc đoạn từ 0 cho đến pi của phương trình này bằng bao nhiêu? Tổng các nghiệm thuộc đoạn từ 0 đến pi nha. Thì như vậy là các em phải đi tìm nghiệm đó. Và đi tìm những nghiệm trong cái đoạn từ 0 đến pi. Sau đó chúng ta sẽ lấy tổng của chúng. Các em thấy là cái phương trình này này. Vẽ phương trình này. Cái hai cái biểu thức này nó không phải nằm hai bên. Cái này giống như bữa trước chúng ta học giải từ luận cái phương trình đưa về một hàm số, cái dạng trước. Rồi. Đầu tiên chúng ta cũng chia hai vế cho căn bậc 2 A bình cộng B bình. Vậy là chúng ta sẽ chia hai vế cho bao nhiêu các em? Chia hai vế cho một căn của A bình cộng B bình là căn 4 là 2. Chia vế cho 2 đúng không? Vậy là 1 phần 2 cos 2x cộng cho căn B trên 2 sin 2x. Chỗ này nó chính là căn B chia 2 sin x trừ cho 1 phần 2 cos x bằng 1. Rồi. Các em đưa thằng này về cos đi. Luôn luôn là đưa thằng này về cos nha. Đưa thằng đó về cos. Và thằng này đưa về sin hay cos đó là tùy các em. Đưa về sin hay cos đó là tùy. Đưa về sin cũng được. Bởi vì chúng ta thấy là cái chỗ này nó là dấu cộng ở trong kia là dấu trừ. Thì muốn là dấu trừ cho nó giống thì thằng này phải đưa về sin nó mới ra dấu trừ. Hiểu không? Cái gốc nó phải giống nhau á. Rồi. Đưa về cos thì chỗ này là cos 2x nhân cho cos 1 phần 2 là cos pi trên 3, đúng không? Cộng cho sin 2x nhân cho sin pi trên 3. Chỗ này thì đưa về sin. Sin cos cos sin. Ok nha. Rồi. Rồi, như vậy nó đưa được về là cos 2x trừ pi trên 3. Chỗ này chính là sin x trừ pi trên 6. Nó bằng 1, trừ 1 bằng 0. Các em đưa nó về cùng một góc luôn. 2 lần x trừ pi trên 3 nó chính là gấp đôi. 2 lần x trừ pi trên 3 tức là 2 lần x trừ pi trên 6 ở trong. Đúng không? Vậy gấp đôi. Vậy cos 2a đưa về sin thì nó là 1 trừ 2 sin bình. X trừ pi trên 6. Đúng chưa? Chỗ này là cộng cho sin của x trừ pi trên 6. Trừ 1 bằng 0. Rồi, quá đẹp rồi. Một này hết. Như vậy ra sin bằng 0 với lại sin bằng 1 phần 2. Sin u bằng 0 thì u bằng kb. Ở đây 1 phần 2 nó chính là sin của gì? Pi trên 6 đúng không? Sin u bằng sin v thì u bằng v cộng k 2pi với lại u bằng pi trừ v pi trừ pi trên 6 cộng k 2pi. Rồi, tới đây chúng ta giải ra x được chưa? Chúng ta ở trên cái ra x là bằng cái gì? Cái trên cùng nó là pi trên 6 cộng k pi. Rồi ở giữa nó ra là 2 pi trên 6 tức là pi trên 3 cộng k 2 pi. 2 pi trên 6 tức là pi trên 3. Pi trên 3 cộng k 2 pi. Rồi, cuối cùng là x bằng, chỗ này nó ra là pi cộng k 2 pi. Rồi. Thì với điều kiện x là chạy từ đâu? X chạy từ 0 cho đến gì? Pi, đúng không? X chạy từ 0 cho đến pi á. Thì ở trên này mấy em thì giải nhanh ra thôi. Thằng chỉ có thằng pi trên 6 thôi, đúng không?
Bản này chỉ có bi trên 3 thôi. Bản này là chỉ có bi thôi. Em có thể giải chậm bằng cách là đưa thằng này lớn không nhỏ bằng bi. Ta tìm ra k là quay ngược lại tìm ra x. Không, cái này thì nhìn qua thì nhẩm này. Cái này bi trên 6 cộng k bi thì nó chỉ có bi trên 6 thôi. Bi trên 3 cộng k2 bi thì chỉ có bi trên 3 thôi. Bi cộng k2 bi thì nó chỉ có bi thôi. Đó. Vậy tổng của tất cả các nghiệm này lại là 3 bi trên 2. Bi trên 2 cộng với bi là 3 bi trên 2. Đáp án là C. Rồi có ai kiến gì bài này? Đáp án là C nha. Có 15C. Ồ sao không thấy ai comment gì? Câu 15 khó quá sao? Nó là một câu bình thường mà. Nó là một cái câu mà tương tự như chúng ta đã giải trong cái phần mà sin cos đưa về phương trình bậc hai thêm một cái hàm số lượng z đó. Rồi ai kiến gì? Chờ một chút nha. Câu 15 đáp án là C. Rồi game. Có ai kiến gì không? Không ai kiến gì thì tôi qua tiếp cái dạng thứ hai nha. Mình sẽ coi chậm đấy nha. Rồi qua tiếp câu, qua cái phần điều kiện có nghiệm, điều kiện vô nghiệm, ok nha. Nó lại là cái phương trình mà a sin x cộng b cos x bằng c đó. Thì cái điều kiện có nghiệm nó là gì? A bình cộng b bình. Nó phải lớn hơn hoặc bằng c bình. Còn nếu mà điều kiện vô nghiệm thì thằng này đổi lại là bé hơn thôi. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu từ câu 16. Rồi comment câu 16 coi nè. Sao bây giờ mà mới còn 20 người xem là sao nhỉ? Đủ hết ăn cơm hết là sao? Câu số 16. Tập hợp các giá trị của M để cho cái phương trình 12 sin x trừ cho 5 cos x bằng m.
có nghiệm là gì? Rõ ràng cái phương trình này có nghiệm thì là A bình cộng B bình phải lớn bằng C bình lớn bằng M bình. Điều này tương đương với M bình bén bằng 169. Đúng chưa? Như vậy tương đương với M chỉ tuyệt đối bén bằng 13. Căn bậc 2 2 vế đó các em. Căn bậc 2 2 vế. Thì ra được M sẽ bén bằng 13 và lớn bằng gì? Trừ 13. Ổn không? Như đáp án chính là B. 16B. Được chưa các em? Rồi, ok nha. Tiếp theo câu số 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M thuộc đoạn từ trừ 10 đến 10? Sao cho cái phương trình này vô nghiệm? À, nó nói là vô nghiệm nhưng em vô nghiệm chứ không phải là có nghiệm đó. Bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn trừ 10 đến 10 để phương trình đã vô nghiệm? Người ta thấy là A sin x cộng B cos x này, hai cái cung này giống nhau rồi nha các em. Hai cung này giống nhau rồi. Bằng C. Vậy phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi A bình cộng B bình phải lớn bằng C bình. Đó là lớn bằng 2M tất cả bình. Như vậy chúng ta sẽ tương đương với lại là 4M bình biến bằng 4. Như vậy là M bình biến bằng. Như vậy là vô nghiệm á, xin lỗi các em, vô nghiệm. Vô nghiệm thì kiểu chỗ này sửa lại là bé hơn. Bé hơn. Bé hơn thì thằng này là lớn hơn. Lớn hơn thì thằng này là lớn hơn, được chưa? M bình lớn 1, như vậy là chỉ tuyệt đối M lớn 1. Chỉ tuyệt đối M lớn 1 tức là M lớn 1 hoặc M bé hơn trừ 1. Đúng không? Nhưng mà ở đây là những số nguyên thuộc đoạn trừ 10 đến 10. Vậy bắt đầu là những số nào các em? Trừ 10 nè, cộng trừ 10 này. Cộng trừ mấy? 9. Cộng trừ 8 cho đến cộng trừ mấy? Cộng trừ 2. Đúng chưa? Như vậy là có bao nhiêu số? Từ 2 cho đến 10 là có 8 số. 8 với 8 là 16 số. Từ 2 đến 10 là mấy? Là 9 số chứ không? Từ 2 đến 10 là 9, xin lỗi, 9. 9 nhân với 2 là 18 số. 18 giá trị mà. Đáp án là B. Câu 17 là B, đúng rồi. Câu 17 là B nha các em. Từ 2 đến 10 là 9 số. Nhân đôi lên là 18 số. Nó là cái điều kiện có nghiệm là A bình cộng B bình nó bé hơn C bình. Bé hơn C bình thì đổi lại nó 4M bình lớn hơn 4. Vậy là M bình lớn 1 thì tuyệt đối M lớn 1. Yeah. Vậy đó M lớn 1 hoặc M biến trừ 1. Rồi các ý kiến gì câu 17 không? Rồi không ai ghi thì tiếp tục câu số 18. Các em giải câu 18. Chúng ta cho cái phương trình là 2 cos x cộng 3 nhân cho sin x cộng cho m cos x trừ căn 2m bằng 0. Với m là tham số, tìm tập hợp các giá trị m để cho phương trình có nghiệm, nó là đoạn AB. Thế thì hỏi cái mệnh đề nào sau đây là đúng?
Thì chẳng qua cái em đi tìm điều kiện cho nó có nghiệm thôi. Ở đây nó ra là A nhân B bằng 0. Như vậy là từng cái bằng 0. Vì cái này bằng 0 thì là cos x bằng gì? Trừ 3 bằng 2. Cái này bằng 0 tức là sin x cộng cho m cos x nó bằng căn 2m. Thì cái này là vô nghiệm rồi. Cos x bằng trừ 3 bằng 2 là vô nghiệm. Như vậy thì để cho cái phương trình này có nghiệm khi và chỉ khi cái phương trình ở dưới này có nghiệm. Phương trình ở dưới có nghiệm khi nào? A bình cộng B bình nó phải lớn bằng C bình. Như vậy tương đương M bình phải biến bằng 1. Thì tuyệt đối M biến bằng 1. Giờ đó M biến bằng 1 và lớn bằng trừ 1. Như vậy cái đoạn AB nó chính là đoạn trừ 1. Đây chính là A. Đây chính là B. Rồi chúng ta coi thử là AB nó thỏa điều kiện nào. 4A mà cộng B thì nó bằng trừ 3. Đáp án là A. 4A là trừ 4 cộng B là 1. Trừ 4 cộng 1 ra trừ 3 nha các em. Rồi câu 18 đáp án là A. Rồi, ok, 18A đúng rồi. Tiếp theo nha, câu 19. Có bao nhiêu số cái giá trị nguyên thuộc đoạn từ âm M thuộc đoạn từ âm 2021 cho đến 2021 để cho cái phương trình này có nghiệm. Cái phương trình này chúng ta phải đưa nó về dạng cổ điển, tức là dạng chuẩn của chúng ta, đó là A sin cộng B cos. Ở đây nó có x và 2x thì không được, ta phải đưa về một góc thôi. Ta đưa về 2x bằng công thức hệ bậc đúng không? Sin bình phương là chúng ta hệ bậc. Sin bình bằng 1 trừ cos 2x chia 2. Nhớ là nhân thêm m cộng 1 nữa. Trừ sin 2x cộng cos 2x bằng 0. Rồi. Chúng ta đưa về cos 2x nha. Nhóm cos 2x lại. Như vậy là nhân 2 vế cho 2 trước đi. Em nhân ra 1 nhân với đây là m cộng 1. Là trừ nhân với đây là trừ cho m cộng 1 nhân cos 2x. Này ghi lại thôi. Rồi. Chuyển vé qua đây đi. Như vậy là 2 lần sin 2x. Chuyển vé qua phải này. Chỗ này nó chính là trừ. Chuyển vé là cộng m cộng 1. Cái này là 2, trừ đi 2 là m trừ 1 nhân cos 2x bằng m cộng 1. Đồng ý chưa? Thì tới đây cái phương trình có nghiệm khi nào? A bình cộng B bình nó lớn bằng C bình. Rồi, ra bình phương khai triển nè. M bình đơn giản M bình này. 1 đơn giản 1 này. Vậy 4M biến bằng 4 thì M biến bằng 1. Như vậy M biến bằng 1 thì chúng ta có là bao nhiêu số nguyên nè. Điều kiện là M nó chạy từ âm 2011 2021 cho đến 2021. Vậy M sẽ là những giá trị nào? Từ âm 2021 cho đến số 1. Như vậy có bao nhiêu số nguyên các em? Lấy cuối trừ đầu. Cộng 1. Vậy là 2023. Như vậy có 2023 số nguyên M.
Đáp án là gì? Được chưa? Đáp án là gì? À, coi ý kiến gì không? Ok, câu 14, 19 là dê, đúng rồi. Rồi, câu 19 dê. Cái câu này giải bình thường đó. Nhưng mà nó có cái bước đầu tiên là nó phải đưa về cái dạng chuẩn chứ. Cho nếu mà để như thế này thì mình không có biện luận được. Để như thế này mình không có biện luận. Chúng ta phải dùng công thức hệ bậc chúng ta đưa về có thể. Rồi, những bạn kia đâu rồi? Rồi, tiếp tục câu 20 nha. Câu số 20. Tập hợp các cái giá trị của M để cho cái phương trình là 2 sin x cộng cho cos x cộng 1 chia cho sin x trừ 2 cos x cộng 3 bằng M. Nó có nghiệm là đoạn AB. Hỏi là tổng 2A cộng B là bao nhiêu? Chứ có chúng ta phải quan tâm đến cái chỗ cái điều kiện. Ta xét cái điều kiện sau đây này. Giả sử như nếu mà mẫu bằng 0 đi. Nếu mà sin x trừ 2 cos x cộng 3 mà bằng 0. Thì tương đương với lại là sin x trừ 2 cos x cộng 3 khác trừ 3 chuyển vế qua. Khác là trừ 3 đúng không? Như vậy nếu mà thằng này khác trừ 3. Xin lỗi. Nếu mà bằng 0 thì thằng này bằng trừ 3. Được chưa? Nhưng mà chúng ta thấy là cái phương trình này này có A bình cộng B bình này. Nhỏ hơn C bình. Đồng ý không? A bình cộng B bình nó mới có 5 thôi. Trong khi C bình nó bằng 9. Như vậy phương trình này vô nghiệm. Điều đó có nghĩa là gì kìa? Điều đó có nghĩa là không có x nào để cho cái mẫu số này bằng 0 hết. Điều đó suy ra được là sin x trừ cho 2 cos x cộng 3 luôn luôn khác 0 với mọi x. Được chưa? Như vậy một cách tổng quát thế này, sau này chúng ta gặp nếu mà là A sin x cộng B cos x cộng C, nếu mà A bình cộng B bình luôn luôn bé hơn C bình thì ta kết luận được là cái biểu thức này luôn luôn khác 0 với mọi x thuộc R. Bởi vì cái phương trình nó mà bằng 0 nó vô nghiệm, cho nên là cái biểu thức này luôn luôn khác 0. Nếu mà A bình cộng B bình luôn luôn bé hơn C bình. Đó. Thì chúng ta quay lại cái bài này. Quay lại cái bài này. Thì đầu tiên đáng lý chúng ta phải đặt cái điều kiện cho cái mẫu nó khác 0. Đúng không? Chúng ta phải đặt điều kiện ra, nhưng mà vì là A bình cộng B bình á dưới mẫu á nó luôn luôn bé hơn C bình rồi. Ta ghi thế này này. Tức là vì ha A bình cộng B bình luôn luôn bé hơn C bình. Đó. Cho nên cái mẫu số luôn luôn khác 0 với mọi x thuộc R. Được chưa? Vậy cho nên suy ra cái phương trình đó tương đương với gì? Ta không quan tâm đến cái điều kiện cho cái mẫu nữa. Ta biến đổi thoải mái. Em nhân chĩa lên 2 sin x cộng cho cos x cộng cho 1 bằng M nhân sin x trừ cho 2 lần M nhân cos x cộng 3M. Đúng không? Chúng ta đưa nó về dạng gọi là dạng chuẩn của chúng ta là A sin cộng B cos bằng C. Được chưa? Nhóm này với này. Vậy là 2 trừ M nhân sin x nhóm này với này 1 cộng 2m nhân cos x
chuyển vé qua là 3m-1. Đây là dạng chuẩn của chúng ta rồi. Để cho cái phương trình này có nghiệm, khi và chỉ khi A bình cộng B bình nó phải lớn bằng C bình. Ok chưa? Yeah. Đó. A bình cộng B bình nó phải lớn bằng C bình. Vậy khai triển ra. 4. Chỗ này là 1 cộng 4M cộng 4M bình. Lớn bằng C bình. Rồi. Vậy đơn giản đi thì nó ra là 9, 5. Còn lại là 4M bình. Trừ 6M. 1 trừ 1 hết trừ 4 nhỏ bằng 0. Rồi game giải bóng trên mặt 2 ra. Như vậy nó là 4 bằng này, trừ 6 bằng này, trừ 4 bằng này. 2 với là trừ 1 phần 2, như vậy là M sẽ lớn bằng trừ 1 phần 2, biến bằng 2. Ok chưa các em? Đây chính là cái điều kiện để cho cái phương trình có nghiệm. Như vậy thì M thuộc vào đoạn AB ở đây chính là gì? M thuộc vào đoạn là từ trừ 1 phần 2 đến 2. Do đó, A nó chính là trừ 1 phần 2. B nó chính là 2. Như vậy 2A nó chính là trừ 1. Cộng với 2. 2A cộng B thì nó là trừ 1. Đáp án là bằng 1. Nào các em có ý kiến nhiều. Đáp án chính là 1. Sao có ý kiến nhiều? Alo. Thế thì ở đây nó có yêu cầu là tìm điều kiện để cho cái phương trình có nghiệm. Nhắc lại là các em phải nhớ hai chỗ. Nhất là phải đi tìm điều kiện cho mẫu khác không cái đã. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp biểu thức A sin cộng B cos cộng C mà luôn luôn thỏa mãn là A bình cộng B bình biến C bình, thì cái biểu thức đó luôn luôn là khác không. Luôn luôn khác không. Cho nên là trong trường hợp này là mẫu số luôn luôn khác không với mọi x tụ R. Và chúng ta đưa nó về điều kiện phương trình có nghiệm bằng cách là đưa nó về dạng cổ điển nhân chiếu lên. Nhân chiếu lên. Chuyển vé qua, đưa về dạng chuẩn của chúng ta. Đó. Dạng này thì gọi là dạng chuẩn. Dạng cổ điển dạng chuẩn. Đó là cái dạng A sin cộng B cos bằng C đó. Thế thì cái bài này người ta có thể thay đổi cách hỏi các. Người ta có thể thay đổi cách hỏi. Thay vì người ta hỏi là tìm điều kiện của M để cho cái phương trình đó nó có nghiệm, thì người ta hỏi là hãy đi tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức này. À, đi tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đó. Thì chúng ta làm y chang như vậy, không khác gì hết. Chúng ta đặt thằng này là bằng y ấy. Đặt bằng y hay là bằng m cũng được. Rồi chúng ta đi tìm điều kiện cho nó có nghiệm giống y chang thế này, giải y chang thế này. Và chúng ta ra được cái giá trị y đó nó lớn bằng trừ 1 phần 2 và biến bằng 2. Vậy thì rõ ràng cái giá trị lớn nhất của y nó chính là 1, à, nó chính là 2. Giá trị nhỏ nhất của y nó chính là trừ 1 phần 2. Nếu mà cái đề người ta yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thì mình làm như vậy nha. Cũng làm giống vậy thôi. Rồi ok chưa? Có ai thắc mắc gì không? Chúng ta qua luôn câu 21. Đây là cái dạng toán đi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất mà thầy vừa nói này. Khi đi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất mà của cái biểu thức cái dạng là A sin x cộng B cos x bằng C á, y bằng a sin x cộng b cos x,
cộng cho C đó. Thì chúng ta có thể dùng điều kiện, một là chúng ta dùng điều kiện có nghiệm, hai là chúng ta có thể biến đổi thằng này về dạng là sin cos cos sin. Những em có hai cách đối với cái dạng này, có hai cách, nhưng mà làm trắc nghiệm thì dùng cái cách mà dùng điều kiện có nghiệm nó sẽ nhanh hơn, dùng điều kiện có nghiệm nó sẽ nhanh hơn. Rồi ví dụ câu 21, người ta yêu cầu tìm tập giá trị của cái hàm số y bằng 12 sin x trừ cho 5 cos x bằng là bao nhiêu. Thì tập giá trị là cái tập hợp đi từ nhỏ nhất đến lớn nhất, gọi là tập giá trị. Vậy thì cái bài này cái điều kiện có nghiệm là gì? Đó là A bình cộng B bình lớn bằng C bình, đúng không? Vậy tương đương với lại là y bình phương phải bén bằng 169. Đó, như vậy thì y thì tuyệt đối sẽ bén bằng 13. Do đó y sẽ bén bằng 13 và lớn bằng chừng 13. Đó. Như vậy thì cái tập giá trị của cái hàm số này nó chính là đoạn từ chừng 13 đến 13. Đáp án chính là C. Đáp án chính là C, được chưa? Rồi, câu 21 C. Tôi giải luôn cho nó xong đến câu 25 luôn nha. Tiếp tục câu 22. Đề để đâu rồi? Ủa, mới cái đề đây mà đang. Câu 22 này. Rất ít bạn xem ha. Cái phần này nó quan trọng lắm, mình giờ như đây có ít bạn xem này. Đây. Được rồi. Câu 22. Cái hàm số này có bao nhiêu giá trị nguyên? Cái hàm số này có bao nhiêu giá trị nguyên? Cách giải như vậy thì nó giống như cái bài vừa rồi thôi, tức là mình tìm ra cái tập giá trị của nó. Ví dụ y nó lớn bằng hồi nãy nó là trừ 13 bén bằng 13 đi, thì y nó chỉ có thể nhận những giá trị đó là không này cộng trừ 1 này. Tức là y nó nhận những giá trị nguyên từ trừ 13 đến 13, tức là y nó là có 27 giá trị nguyên. Được chưa? Đó. Thì nó hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên thì mình cũng đi tìm cái giá trị, cái tập giá trị của nó ra, sau đó mình sẽ biết là nó có bao nhiêu giá trị nguyên. Được em? Rồi chúng ta bắt đầu. Trước hết mẫu số này ta có này. A bình cộng B bình nó bé hơn C bình. Cho nên suy ra là B là 1 hả? Suy ra là sin 2x trừ cos 2x cộng 3 luôn luôn khác không với mọi x. Luôn luôn khác không với mọi x. Bây giờ chúng ta biến đổi phương trình tương đương này. Y nhân sin 2x trừ y nhân cos 2x cộng cho 3 lần y thì nó bằng 2 lần sin x, 2 lần sin 2x cộng cho cos 2x. Rồi, các em chuyển vế qua đi. 2 trừ y nhân sin 2x. Rồi, cộng 1 cộng y nhân cos 2x bằng 3y. Các em biến đổi về dạng là đây là dạng cổ điển này. Đó. Như vậy thì cái điều kiện có nghiệm của phương trình này là gì? A bình. Phương trình có nghiệm. A bình cộng B bình. Nó phải lớn bằng C bình. Nha. Thì tới đây chúng ta giải ra được điều kiện của y thôi. 4 trừ 4y cộng y bình
1 cộng 2y cộng y bình lớn bằng 9y bình. Rồi, chúng ta giải ra coi. 7y bình cộng 2y trừ 5 biến bằng 0, đúng không? Như vậy y lớn bằng trừ 1 biến bằng 5 phần 7. Đúng chưa? Y lớn bằng trừ 1 biến bằng 5 phần 7. Như vậy thì cái tập giá trị của y là từ trừ 1 đến 5 phần 7. Như vậy y có những giá trị nguyên nào các em? Trừ 1 này. Không. Thôi rồi. Như vậy có hai cái giá trị nguyên. Có hai giá trị nguyên như vậy là đáp án là B. Câu 22 là B. Chỉ có hai giá trị nguyên thôi. Ok chưa? Câu 22 là B.